cái phần là các cái câu hỏi, thì nhiệm vụ của chúng ta sau khi đọc xong thì trả lời giùm mình các cái câu hỏi này. Và bữa sau chúng ta bắt đầu, thì mình giới thiệu sơ một tí. Thì cái quản trị chuỗi cung ứng á, thì đây là một cái môn học mà mình đảm nhận khoảng 3 năm, mỗi năm thì một lớp, và lớp chúng ta là lớp thứ 3 mà mình dạy. Lớp đầu tiên mà mình dạy môn học này liên là năm là K40, K41, và các em là K42. Thì từ kể từ K43 trở đi thì nhận thấy cái tầm quan trọng của chuỗi cung ứng, cái kiến thức về chuỗi cung ứng, thì ban chủ nhiệm khoa cũng như các thầy cô đã đưa cái môn học này vào cái môn học bắt buộc. Tuy nhiên thì chúng ta thì là cái chương trình cũ, do đó cái môn học này cũng là môn học tự chọn. Thì cũng cảm ơn các em rất là nhiều, ở chỗ là tôi thấy các em chọn rất là nhiều, không biết là vì lý do gì, tuy nhiên thôi thì chúng ta chọn, thì tôi cũng cảm thấy rất là phấn khích trong quá trình dạy môn học này. Thì cái môn học này thì nó về nội dung á, về mục đích á, thì đây mình giới thiệu sơ thôi. Thì sau khi mà chúng ta học môn học này xong thì chúng ta sẽ có được cái kiến thức về một cái nghề chuyên môn rất là mới trên thế giới và ở Việt Nam. Việt Nam chúng ta thì cái khái niệm trên thế giới thì tôi nói rồi, cái khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng năng ứng này thì nó cũng đã có từ rất là lâu đời rồi. Tuy nhiên thì cái khái niệm về chuỗi cung ứng thì gia nhập vào Việt Nam, có nghĩa rằng là cái khái niệm này được mọi người nhắc đến tại Việt Nam thì cách đây khoảng 15 năm trở lại, và 5 năm trở lại đây thì chúng ta thấy cái vai trò của chuỗi cung ứng thì nó rất là quan trọng. Và từ đó thì nó cũng đã hình thành nên các cái nghề chuyên môn liên quan tới vấn đề là quản trị chuỗi cung ứng. Và hiện nay thì nếu mà chúng ta biết được rằng là trong một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, thì người ta chia làm 4 cái bộ phận. Chẳng hạn như là bộ phận về nhân sự mà chúng ta đã biết rồi, rồi cái bộ phận về kinh doanh. Bộ phận kinh doanh thì nôm na chúng ta hiểu rằng là nó sẽ quản lý liên quan đến cái hoạt động đó là bán hàng và tiếp thị, gọi là sale và marketing. Một cái bộ phận nữa đó là liên quan đến vấn đề tài chính. Rồi một bộ phận liên quan đến vấn đề sản xuất, và hiện nay thì nó có thêm một cái bộ phận gọi là bộ phận quản lý về chuỗi cung ứng. Ở trong các cái doanh nghiệp, người ta cũng đã bắt đầu hình thành nên một cái bộ phận, đặc biệt là các cái doanh nghiệp lớn á, thì dẫn đến là đó lý do tại sao mà hiện nay thì ngoài cái vấn đề là ở trường chúng ta thì nó chỉ là một môn học thôi, còn ở các cái trường khác, chẳng hạn là các trường đại học chuyên về khối ngành kinh tế, chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, hoặc là trường ngoại thương, thì nó đã có các cái ngành đào tạo về quản trị chuỗi cung ứng. Còn ở đây thì chúng ta chỉ là một môn học, thì thực ra thì một môn học thì trong 11 buổi chúng ta học thì tôi chỉ cũng giới thiệu cho các em các cái khái niệm cơ bản để cho chúng ta nắm. Còn vấn đề là chuyên sâu, đào sâu thì chắc là chúng ta cần phải có thời gian để mà chúng ta có thể cập nhật kiến thức thêm. Nên chẳng hạn như là hiện nay thì tôi thấy là ở Đà Lạt thì không có, nhưng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì người ta đã có các cái trường, hoặc là các cái viện, hoặc là các cái trung tâm của các trường đại học, cũng như là của các cái tổ chức quốc tế, người ta đào tạo các cái chứng chỉ ngắn hạn cũng như dài hạn liên quan tới cái lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng. Do đó thì sau khi mà chúng ta học môn học này xong, sau khi mà kết thúc 4 năm, nếu mà các em làm trong cái lĩnh vực này thì chúng ta có thể đào sâu kiến thức thêm bằng cách là học thêm các cái chứng chỉ để cho chúng ta nắm thêm. Còn ở đây thì mình nói rồi, cái môn này thì nó khá là phức tạp. Thực ra thì nó khá là phức tạp, tuy nhiên thì mình cũng cố gắng là truyền đạt các cái kiến thức một cách cơ bản nhất và dễ hiểu nhất. Quan trọng là chúng ta phải hiểu ra về bố cục của cái môn học này. Thì nếu mà các em tải cái tài liệu trên LMS xuống thì nó gồm có 7 phần, được chia làm 7 chương. Chương đầu tiên thì nó liên quan tới cái tổng quan về
tổng quan về chuỗi cung ứng. Thì trong cái chương này, tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, thì trong cái chương này thì chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta học xong cái chương này, thì chúng ta sẽ hiểu được chuỗi cung ứng là gì và các cái hoạt động của nó. Rồi ngoài ra chúng ta có thể xác định được các cái đối tượng mà khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng. Rồi đặc biệt là hiện nay thì người ta ứng dụng của chuỗi cung ứng vào chiến lược kinh doanh của các công ty như thế nào. Thì cái chương 1 này thì chúng ta sẽ nắm được các kiến thức cơ bản. Chương 2 thì liên quan tới cái các cái hoạt động trong chuỗi cung ứng. Thì hoạt động trong chuỗi cung ứng thì người ta gồm có bốn cái hoạt động, đó là hoạch định, thu mua, sản xuất và phân phối. Thì bốn cái hoạt động này được chia làm hai chương. Mỗi chương thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hai hoạt động. Chẳng hạn như là chương 2 thì quy trình hoạt động chuỗi cung ứng, thì mình sẽ trình bày các em các liên quan đến vấn đề là lập kế hoạch, chẳng hạn hoạch định và thu mua. Trong vấn đề hoạch định đó, thì chúng ta sẽ liên quan tới vấn đề chẳng hạn như là về dự báo về nhu cầu trong lập kế hoạch. Rồi định giá về sản phẩm. Thực ra cái vấn định giá về sản phẩm này thì chúng ta cũng đã tiếp xúc ở các cái môn học liên quan tới quản trị marketing. Nôm na chúng ta hiểu là gì? Chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng thì nó kết hợp bởi rất nhiều các cái yếu tố trong quản trị kinh doanh. Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là về tài chính cũng có, về marketing cũng có, về bán hàng cũng có, về sản xuất cũng có, về nếu về dịch vụ, về các cái hoạt động về dịch vụ chẳng hạn như là dịch vụ khách hàng. Do đó thì cái môn này nôm na nó hơi bao quát một tí. Và để tránh cái trường hợp trùng lắp cái kiến thức chúng ta đã học ở các cái môn học khác, thì tôi sẽ chỉ lướt qua. Chẳng hạn như là đặc biệt trong cái môn học này thì nó liên quan rất là nhiều đến cái sản xuất mà chúng ta vừa học xong. Thì khi mà đầu năm học á, tại vì chúng ta học môn này ở học kỳ này cùng với lại là môn học quản trị chuỗi cung ứng sản xuất, do đó thì tôi có yêu cầu cô giáo vụ rằng là hãy để cho sinh viên học tiếp cận cái môn quản trị sản xuất trước, cái môn học này, để cho chúng ta có những cái kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất. Thì chúng ta học môn này thì tôi chỉ mang tính chất ứng dụng mà thôi, tôi không có nói về vấn đề lý thuyết nữa, mà chúng ta ứng dụng vào trong, chẳng hạn như là trong quản trị sản xuất thì chúng ta học những cái phần chẳng hạn như quản trị về tồn kho, rồi về cái vấn đề là thiết lập vị trí của các cái nhà xưởng kho bãi v.v. Thì ở cái môn học này thì các em sẽ ứng dụng những cái kiến thức đó vào trong cái vấn đề là quản trị chuỗi cung ứng. Rồi ở chương 3 cũng tương tự như chương 2, thì chúng ta sẽ có hoạt động của chúng ứng liên quan đến vấn đề sản xuất. Thì mình nói rồi, sản xuất thì chúng ta cũng tương tự giống như những kiến thức mà chúng ta đã học ở trong môn quản trị sản xuất. Và cái phần thứ ba là liên quan đến phần thứ tư liên quan đến vấn đề phân phối. Nôm na hoạt động của một cái quy trình chuỗi cung ứng gồm có 4 phần: liên quan đến vấn đề hoạch định này, có nghĩa là lập kế hoạch. Liên quan đến tất cả các cái những cái hoạt động cần thiết để lên kế hoạch hoặc là tổ chức các cái hoạt động. Rồi cái thứ hai là thu mua. Thu mua thì chúng ta hay sử dụng cái thuật ngữ thu mua, hoặc là người ta có thể sử dụng một cái thuật ngữ đó là tìm nguồn cung ứng, bao gồm những cái hoạt động cần thiết để mà có được các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm. Chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề là mua nguyên vật liệu đầu vào cho một doanh nghiệp hoặc là cho một cái tổ chức, nhằm mục đích là gì? Để mà có tạo ra các cái sản phẩm dịch vụ ở đầu ra. Thì ở đây chúng ta quan tâm liên quan đến vấn đề khi mà chúng ta học môn quản trị bán hàng chẳng hạn đi, hoặc là các môn marketing, thì các thầy cô thì liên quan tới vấn đề đầu ra, có nghĩa rằng là gì? Cái đầu ra của sản phẩm cuối cùng, làm thế nào có thể là đưa cái sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng thông qua cái hoạt động gọi là marketing đó, đúng không ạ? Để chúng ta giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, cũng như là rồi làm thế nào khi mà khách hàng họ biết tới cái sản phẩm của chúng ta rồi thông qua cái hoạt động marketing, thì làm thế nào chúng ta có thể bán hàng cho họ. Thì có thể là chúng ta học ở có kiến thức liên quan đến vấn đề bán hàng, thì hôm nay chúng ta coi đó là cái đầu ra. Còn vấn đề ở môn này thì nó liên quan tới cái đầu vào. Đầu vào có nghĩa là chúng ta là người đóng vai trò là người đi mua. Không phải là ở đầu ra thì chúng ta đóng vai trò là người đi bán sản phẩm, còn ở đây thì chúng ta đóng vai trò là người mua sản phẩm, người mua thực ra không phải là mua sản phẩm mà mua nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất ra sản phẩm đó. Thì nôm na thì ở đây thì mình nói rồi, tìm nguồn cung ứng thì
Trong cái phần này thì sẽ được các em sẽ được tiếp cận những cái hoạt động cần thiết để có được các yếu tố đầu vào, chẳng hạn mua nguyên vật liệu để mà tạo ra sản phẩm hay là dịch vụ. Thì thực ra cái môn học này nó kết hợp bởi rất là nhiều các môn học liên quan đến thu mua, thì nếu mà chúng ta học ở môn thì nó liên quan đến vấn đề là nghiệp vụ ngoại thương, chẳng hạn như là nếu mà chúng ta mua hàng hóa nước ngoài thì nghiệp vụ ngoại thương thì tôi cũng đã cung cấp cho các em một số các kiến thức cơ bản, rồi nó liên quan đến vấn đề thanh toán nữa, chẳng hạn như môn thanh toán quốc tế thì dù gì chúng ta cũng đã tiếp xúc ở một số môn, thì ở môn này thì mình giới thiệu lại thôi, kiến thức có rồi thì không để tránh cái trùng lắp, thì chúng ta tôi giới thiệu lại trong cái quy trình thu mua thì cũng tương tự giống như là quy trình liên quan đến vấn đề là mua bán hàng hóa ngoại thương mà thôi. Cái chương thứ tư thì nó liên quan tới cái quản trị logistics trong cái chuỗi cung ứng. Thì cái vấn đề là hiện nay nếu mà chúng ta nghe thì có thể rằng là quản trị logistics với lại chuỗi cung ứng nó giống giống nhau, nhưng mà thực ra thì khi mà chúng ta phân tích đó thì chúng ta thấy rằng là logistics là một phần, một bộ phận của quản trị chuỗi cung ứng. Thì ở cái chương 4 này thì các em sẽ được tiếp xúc cái khái niệm về logistics như thế nào. Và một cái hoạt động khá là quan trọng ở trong cái trong cái quản trị chuỗi cung ứng đó là liên quan đến vấn đề là tồn kho. Thì thực ra tồn kho thì mình nói rồi, của các em đã được học ở trong cái môn quản trị sản xuất rồi, tuy nhiên thì ở đây thì cái môn học này thì tôi sẽ ứng dụng, chủ yếu là chúng ta ứng dụng thôi, trong thực tế trong vấn đề quản trị tồn kho liên quan đến vấn đề là chuỗi cung ứng thì nó thực hiện như thế nào. Thì thông qua vấn đề là chúng ta hiện nay thì cái môn học này nó gồm có hai phần, phần lý thuyết và phần thực hành. Phần lý thuyết thì tôi đã cung cấp cho các em tài liệu rồi, thì chúng ta sẽ trải qua 7 kênh, 7 chương. Còn vấn đề là phần thực hành thì nôm na chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ sử dụng dưới dạng là mô phỏng các cái hoạt động trong chuỗi cung ứng. Thì cái việc mô phỏng này thì hiện nay thì có rất là nhiều phần mềm mô phỏng, nhưng mà một trong những cái phần mềm mà chúng ta có thể chúng ta cứ dù gì thì năm ba thì qua các môn học khác thì chúng ta cũng đã tiếp xúc được cái phần mềm đó, kể cả là đã đến lúc chúng ta cũng phải thi cái bằng chứng chỉ về tin học, thì một phần đó là Excel, thì là một trong những cái phần mềm mà phổ biến nhất và đơn giản nhất để chúng ta có thể thực hiện các cái mô phỏng các cái hoạt động trong chuỗi cung ứng. Thì tôi nói rồi là chúng ta trong thực hành, thì trong thực hành thì mình sẽ cung cấp cho các em các cái tài liệu riêng, chẳng hạn như là từng phần mô phỏng, chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là hoạt động của chuỗi cung ứng gồm có hoạt động hoạch định thu mua sản xuất và phân phối, thì chúng ta sẽ đưa các cái kiến thức này vào thực hành dưới dạng mô phỏng, chẳng hạn như hoạch định lập kế hoạch. Lập kế hoạch thì chẳng hạn như chúng ta phải dự báo về nhu cầu, thì thực ra ở trong môn quản trị sản xuất thì chúng ta cũng đã được thầy cô giảng cho các em, giảng dạy cho các em liên quan đến vấn đề là các cái công cụ về dự báo, cái cách thức dự báo như thế nào. Và kể cả sau khi kết thúc môn này thì nó cũng có một cái môn học riêng, đó là môn dự báo trong kinh doanh. Thực ra là một dự báo trong kinh doanh thì nó có một cái môn học riêng. Thì cái môn học đó thì theo tôi được biết đó là các em sẽ được học ở học kỳ 1 năm 4 hoặc là học kỳ 2 năm 4 gì đó, hình như là học kỳ 2 năm 4. Thì nếu mà bạn nào mà thích đam mê về vấn đề dự báo, thực ra dự báo là một cái vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề kinh doanh. Nếu mà chúng ta dự báo sai thì dẫn đến nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta có khả năng dự báo về nhu cầu tốt thì dẫn đến là có thể tăng được cái hiệu quả của công ty trong hoạt động kinh doanh. Thì ở đây thì tôi cũng cung cấp cho các em một cái kiến thức cơ bản thì cũng chẳng phải thừa, tại vì vấn đề là dù gì thì ở cái môn học quản trị sản xuất chúng ta cũng đã được học về cái cách thức, các cái công cụ, các cái phương pháp để mà dự báo nhu cầu. Thì ở đây thì chúng ta sẽ tôi cũng hướng dẫn lại cho các em, đồng thời chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm Excel để mà chúng ta thực hiện cái dự báo nhu cầu bằng các cái phương pháp khác nhau. Thực ra thì nó có, khi mà chúng ta vào trong các cái công ty á, ngoài hiện nay các công ty đa số 50% thì tôi biết là người ta vẫn sử dụng cái Excel để dự báo nhu cầu, chẳng hạn như là phương pháp về time series đó, các em mà chuỗi thời gian mà chúng ta có thể, thì các em học rồi thì tôi cũng giới thiệu sơ một tí, thì có hai cái cách thức mà để chúng ta có thể dự báo về nhu cầu cho tương lai về một cái sản phẩm nào đó. Thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp về bình tĩnh, có nghĩa là chúng ta không có sử dụng
dụng về số liệu mà để chúng ta phân tích, mà chúng ta sử dụng thông qua các cái kênh chẳng hạn như là thông qua ý kiến của khách hàng, thông qua khảo sát này, thông qua cái vấn đề là chủ yếu là khảo sát là chủ yếu. Còn vấn đề là ở phương pháp thứ hai, phương pháp định lượng, thì người ta sẽ sử dụng một cái phương pháp đó là chuỗi thời gian, có nghĩa là người ta sẽ sử dụng cái dữ liệu về nhu cầu ở quá khứ để gì, dự báo nhu cầu cho tương lai. Thì thực ra thì ở cái thực hành thì tôi chỉ cung cấp cho các em cái vấn đề là liên quan tới vấn đề làm phương pháp định lượng mà thôi, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đó là phương pháp time series để chúng ta dự báo, cũng khá là đơn giản mà thôi. Rồi ở cái chương thứ 6 thì mình sẽ cung cấp cho các em, ở cái chương này thì nó sẽ cung cấp cho các em các liên quan đến vấn đề là các cái công nghệ thông tin áp dụng trong cái chuỗi cung ứng, trong hoạt động chuỗi cung ứng như thế nào. Và cái chương thứ 7 là chúng ta sẽ liên quan đến vấn đề là đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng, thì cái cách thức chúng ta đo lường đánh giá hiệu quả của chuỗi cung ứng như thế nào, rồi cái phương pháp như thế nào, thì sẽ được cung cấp cho các em cái kiến thức cơ bản ở đây. Do đó thì cái vấn đề là chúng ta có 7 chương. Rồi, chúng ta vẫn nghe mình nói chứ? Dạ nghe ạ. Rồi, cái buổi đầu tiên thì thực ra thì mình muốn các em đọc trước, đúng không ạ? Chúng ta thấy tài liệu mình post trên LMS chưa? Chúng ta thấy mấy cái tài liệu mình post trên LMS chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, chúng ta tải về. Chúng ta tải về chưa? Rồi, các em đọc giùm mình, buổi hôm nay thì chúng ta đọc giùm mình cái chương 1. Cái buổi bắt đầu từ buổi tiếp theo để thì bắt đầu là mình sẽ trình bày cho các em. Tuy nhiên thì để chúng ta có một cái kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng thì chúng ta đọc giùm mình cái chương 1, và để có thể mà đọc một cách hiệu quả thì ở trong chương 1 á, ở trang 37 á, thì nó sẽ có các cái câu hỏi ôn tập. Chúng ta thấy chưa? Các bạn nghe mình nói không? Dạ thấy ạ. Rồi, như thế này, sáng hôm nay chúng ta sẽ đọc và chúng ta trả lời cho mình các cái câu hỏi này một cách đơn giản nhất, có nghĩa rằng là chúng ta đọc và chúng ta trả lời cho tôi một cách đơn giản nhất, chẳng hạn như là không phải chúng ta chép cả một cái cuốn sách vào đâu, mà chúng ta trả lời cho tôi một cách ngắn gọn trong vòng 2 trang. Và cái thời gian mà các em phải nộp cho mình là từ đây cho đến 12 giờ trưa nay. Chúng ta có nghe mình nói không? Dạ. Dạ có. Từ đây đến 12 giờ trưa nay thì chúng ta trả lời giùm mình 7 câu hỏi. Chúng ta đã thấy các câu hỏi chưa? Rồi thầy. Rồi, có một khái niệm nữa là hôm qua mình mới họp khoa thì khoa nói rằng là hiện nay thì tất cả các môn học đều dạy trên LMS. Do đó thì hiện nay thì mình thấy 83 bạn tham gia. Tuy nhiên thì khoa yêu cầu rằng là mỗi buổi học thì chúng ta sẽ phải điểm danh. Do đó thì thôi thì mình điểm danh các em nha. Mình đọc tên, ai có tên thì nói cho mình nha. Đỗ Nguyễn Trường An. Dạ có thầy ơi. Rồi. Dương Phạm Tú Anh. Dạ có. Nguyễn Thị Thục Anh. Có. Dạ có. Rồi, Nguyễn Huy Lan Anh. Dạ có. Quang Tuấn Anh. Dạ có. Phạm Thị Ngọc Bích. Bích có không? Dương Thái Bình. Dương Thái Bình. Dương Thái Bình. Dạ có. Ok. Ok. Đỗ Công Bình. Bình có không?
Nguyễn Thị Thái Bình. Dạ có thầy. Trần Thị Ngọc Bình. Dạ có. Nguyễn Nữ Minh Châu. Dạ có. Vũ Hoa Huy Cường. Dạ có ạ. Trần Cơ Đạt. Dạ có thầy. Hồ Tấn Dũng. Dũng có không? Trần Thị Mỹ Duyên. Dạ có. Rồi. Trần Thị Linh Hà. Có. Dạ có. Rồi. Nguyễn Châu Gia Ân Hân. Hân có không? Trương Ngọc Bảo Hân. Dạ có thầy. Trình Thị Thanh Hằng. Dạ có. Rồi. Bùi Duy Hào. Duy Hào có không? Nguyễn Xuân Hiếu. Hiếu có không? Đinh Thị Quỳnh Hoa. Dạ có. Phùng Thanh Thanh Hoài. Dạ có. Rồi. Phùng Thị Thanh Hoài. Dạ có. Lê Dương Huy Hoàng. Dạ có. Rồi. Nguyễn Trọng Hùng. Không có không? Dương Đình Hưng. Có. Bùi Thị Lan Hương. Dạ có. Nguyễn Huy. Dạ có. Trần Minh Huy. Trần Minh Huy vắng đúng không? Bùi mà Bành Quang Huy. Dạ có. Nguyễn Quang Huy. Dạ có thôi. Nguyễn Thị Khánh Huyền. Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Dạ có. Tô Nguyễn dạ, Thanh thầy Điện. Em có thầy ơi. Em tên gì? Dạ Nguyễn Thị Khánh Huyền ạ. Rồi. Dạ. Tô Nguyễn Thanh Huyền. Dạ có ạ. Rồi. Võ Ngọc Huyền. Dạ có. Nguyễn Huỳnh Nhật Khanh. Nguyễn Hoàng Nhật Khanh. Dạ có. Nguyễn Ngọc Phương Khanh. Dạ có. Nguyễn Anh Khoa. Dạ có. Rồi. Nguyễn Trịnh Ngọc Khuyên. Dạ có. Đặng Minh Lai. Dạ có. Ngô Thanh Lâm. Dạ có thôi. Rồi. Trịnh Ngọc Lan. Ngọc Lan có không? Hoàng Ngọc Lân. Bích Ly. Bích Ly có không? Nhật Ly. Bích Lân đi. Bích Lệ thầy ơi. À Bích Lệ ha, rồi sorry. Nhật Lệ. Nhật Lệ có không? Dạ có. Bích Linh. Dạ có. Rồi rồi. Dạ. Linh có đúng không? Dạ. Nguyễn Ngọc Thảo Linh. Dạ có thầy. Nguyễn Thị Giang Linh. Không? Giang Linh đúng vắng đúng không? Nguyễn Thị Khánh Linh. Dạ có thầy. Nguyễn Văn Hoài Linh. Dạ có thầy. Rồi. Phạm Văn Linh. Dạ có. Rồi. Đặng Ngọc Long. Đặng Ngọc Long có đây không? Nguyễn Thị Mai Lý. Dạ có. Rồi. Đồng Thị Ngọc Mai. Dạ có. Đồng Đức Minh. Dạ có. Nguyễn Đăng Tú nha. Dạ có. Rồi. Đặng Thanh Ngân. Dạ có thầy. Rồi. Phạm Thị Thu Ngân. Dạ có. Rồi. Bùi Thị Bích Ngọc. Bùi Thị Bích Ngọc có không? Nguyễn Thị Bích Ngọc. Nguyễn Thị Bích Ngọc có không? Nguyễn Thị Khánh Nguyên. Khánh Nguyên có không? Hoàng Thị Thảo dạ Nguyên có. Em là Khánh Nguyên hay Thảo Nguyên? Dạ Khánh Nguyên. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên có không? Nguyễn Thị Ngọc Nhi. Ngọc Nhi có không? Huỳnh Ngọc Thảo Nhi. Dạ có. Nguyễn Yến Nhi. Dạ có. Phạm Thị Uyên Nhi. Dạ có. Quang Bửng Nhi. Dạ có. Trần Ngọc Thảo Nhi.
Thảo Nhi có không? À, Dương Tố Như. Dạ có. Trần Thị Quỳnh Như. Quỳnh Như có không? Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Dạ có. Lương Lưu Hoài, Lưu Hoài Phi. Dạ có thầy. Nguyễn Thị Phúc, à, Nguyễn Thị Hồng Phúc. Dạ có. À, Phạm Hoàng Phúc. Bùi Bích Phương. Phạm Hoàng dạ Phúc có ạ. Bùi Bích Phương hả? Bùi Bích Phương thầy. Rồi Lê Thị Nhật Phương. Dạ có thầy. Nguyễn Thị Thu Phương. Vương có không? À, Vương Yến Phương. Vương Yến Phương có không? Nông Thị Phượng. Nông Thị Phượng có không? Dạ có, dạ có. Yeah. Huỳnh Nhật Quang. Nhật Quang có không? Nguyễn Huỳnh Nhật Quang. Dạ có thầy ơi. À, Võ Lê Ngọc Quyên. Dạ có thầy, Ngọc Quyên này. À, Quyên hả, rồi Đặng Nhật Quỳnh. Dạ có. Đỗ Thị Diễm Quỳnh. Dạ có. Hoàng Như Quỳnh. Dạ có. À, Nguyễn Ngọc Quỳnh. Dạ có thầy. Nguyễn Thị Như Quỳnh. Dạ có. À, Hữu Sang. Lê Văn Sáng. Lê Văn Sáng có không? Lê Thanh Tân. Dạ có thầy. À, à, Tân ơi, mình nói một cái, à, hình như em không có trong danh sách mà cử tri sinh viên đăng ký tại trường mà tại vì em có đăng ký vào trong cái danh sách đúng không? Dạ. Tại vì như thế này, điều đó có nghĩa là em sẽ phải bầu cử ở địa phương em á. À, dưới danh sách ở trên trường thì người ta kêu rằng là không cho thêm vào mà chỉ đúng cái danh sách mà mình đưa vào thôi nha. Do đó em bầu cử ở địa phương của mình nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn em. À, Ngô Thị Thanh. Dạ có thầy. Ngô Thu Thảo. Dạ có ạ. Nguyễn Đình Thiên. Nguyễn Đình Thiên. Đúng không? Lê Thanh Thiệp. Thanh Thiệp có không? Phạm Thị Anh Thư. Dạ có. Cáp Thị Hồng Thúy. Dạ có. Rồi Phạm Ngọc Thúy. Trần Thu Thủy. Dạ có. Huỳnh Ngọc Thanh Thủy. Huỳnh Ngọc Thanh Thủy vắng hả? Phạm Thị Cẩm Tiên. Dạ có. À, Phạm Thị Thủy Tiên. Dạ có. Nguyễn Hữu Tiến. Dạ có. Trần Quốc Toàn. Toàn có. Hoàng Minh Tới. Có này. Nguyễn Lê Ngọc Trâm. Nguyễn Vũ Thùy Trâm. Dạ có. Lương Thị Trang. Dạ có. Nguyễn Kim Đài Trang. Dạ có. Nguyễn Kim Thiên Trang. Dạ có. À, Trần Bình Trọng. Dạ có thôi. Rồi Đặng Xuân Tùng. Dạ có. Rồi Nông Thanh Tuyền. Tuyền hả? Nông Thanh Tuyền. À, Đoàn Thị Phương Nguyên. À, Ngô Lê Phương Nguyên. Bùi Võ Nguyên Vũ. Lê Công Sơn Vương. Dạ có thầy. À, Nguyễn Thị Như Ý. Dạ có. Rồi. À, các em lưu ý như thế này, à, chúng ta sẽ có, cũng giống như các môn học khác, chúng ta sẽ có 50% điểm quá trình và 50% điểm thi. À, nhớ nha. À, về vấn đề là quá trình thì chúng ta sẽ gồm có chẳng hạn như là học online đây thì chúng tôi cũng tính cái điểm coi như tham dự vào điểm quá trình. Có một cái đặc điểm ở môn học này thì chúng ta thi thì 50% thi á, thì nôm na như thế này, thi á, thì chúng ta sẽ thi phần thực hành.
Phi phần thực hành có nghĩa rằng là chúng ta phải, tôi không biết rằng bữa đó thì tôi sẽ yêu cầu trường sắp xếp cho chúng ta ở trên cái phòng phòng máy. Nhưng những năm trước đây thì trường không có sắp xếp phòng máy, do đó thì đảm bảo mỗi bạn phải có laptop để mà chúng ta có thể làm các cái bài tập, tại vì vấn đề là chúng ta sẽ làm trên phần mềm Excel. Do đó thì mình nói lại là chúng ta thi là phải có máy tính nha. Có ai chưa có máy tính không? Dạ có. À vậy hả? Thì để coi thử rằng là đến ngày thi đó, thì thực hành thì người ta đã bố trí về cái phòng thực hành rồi. Tại vì như thế này, tôi đảm bảo rằng các bạn chẳng hạn như là online thì tôi không dám thực hành cho lắm, tại vì một số thầy cô kêu rằng là cứ quay video clip lại rồi cho sinh viên coi rồi sinh viên tự thực hành, thì cái bản thân tôi cảm thấy nó không có hiệu quả cho lắm. Dù gì thì cái buổi thực hành đó có thể rằng là chúng ta chờ vào cái thời điểm tập trung để mà chúng ta mình có thể hướng dẫn cho các em một cách cụ thể, thì để đảm bảo rằng là gì, tất cả chúng ta đều phải làm được. Tại vì tôi nói rồi là thi thì chúng ta phải làm trên trên máy tính thì chúng ta mới thực hiện được cái chúng ta mới làm được các cái bài đó. Ở các cái lớp khác, hai lớp mà tôi dạy là K40, K41 thì tôi cũng đã nói với các bạn và các bạn cũng đã thực hiện rất tốt, và điểm của họ trong vấn đề thi thì cũng rất là cao. Thì tôi cũng cầu mong muốn các em thì cũng cố gắng thực hiện cái môn này trong vấn đề thực hành. Tại vì vấn đề tôi đảm bảo một cái là nếu mà chúng ta biết làm thì đảm bảo là điểm cao ngay, còn mà nếu mà chúng ta không biết làm thì đảm bảo rằng là tôi cũng không có thể nào mà có thể du di cho các em trong vấn đề là thi cử cả. Do đó vấn đề chúng ta cố gắng liên quan đến các buổi thực hành thì tốt nhất là chúng ta nên sắp xếp thời gian mà chúng ta đi, tại vì vấn đề là chúng ta thực hành liên quan đến các hoạt động chuỗi cung ứng thì có rất là nhiều phần. Do đó thì nếu mà chúng ta nghỉ một phần nào thì chúng ta phải báo với tôi ngay, thì để mà tôi có khác với lại là cái điểm quá trình, cái điểm thực hành thì nó liên quan đến điểm thi. Do đó thì chúng ta cố gắng nha, đi thì chúng ta sẽ hiểu. Rồi cái buổi hôm nay thì sáng hôm nay thì mình cũng đã nói với các em rồi là chúng ta sẽ đọc giùm mình cái chương 1 tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, để cho chúng ta biết được về chuỗi cung ứng là gì, cũng như là chúng ta phải biết được cái lịch sử hình thành nên chuỗi cung ứng, rồi xác định giùm mình được các cái đối tượng khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng, rồi chúng ta xác định giùm cho tôi một số vấn đề chính trong quản trị chuỗi cung ứng tại các công ty và ứng dụng thực tiễn trong vấn đề phân tích hoạt động chuỗi cung ứng của các công ty. Thì ở cái chương 1 này, sau khi mà chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ hiểu được 4 cái mục mà tôi vừa nêu ra. Để mà đảm bảo rằng là chúng ta có đọc thì đề nghị các em trả lời giùm tôi các cái câu hỏi, 7 cái câu hỏi, và trả lời một cách ngắn gọn thôi nha. Và chúng ta chẳng hạn như là chúng ta sau khi từ đây đến 12 giờ chúng ta phải cá nhân phải trả lời cho tôi, và nôm na là chúng ta phải và chúng ta chẳng hạn như chúng ta gửi bài qua hệ thống LMS luôn nha. Rồi chúng ta thì hiểu chưa?